Chào mừng tất cả các em đến với tiết học ngày hôm nay. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em đến với một tiết học mới. Đó là bài số 21 Thưởng thức mỹ thuật. Sơ lược về mỹ thuật hiện đại phương Tây từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Chúng ta tìm hiểu phần thứ nhất, vài nét về bối cảnh xã hội. Từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, trên thế giới xuất hiện một số sự kiện lớn như sau: Công xã Paris năm 1871, Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917, Chiến tranh thế giới lần thứ nhất từ năm 1914 đến năm 1918. Mời các em quan sát một số bức tranh. Bức tranh đầu tiên, hội họa Hàn Lâm mà chúng ta đã được học ở chương trình mỹ thuật lớp 7. Bức tranh thứ hai là hội họa ấn tượng, bức tranh thứ ba là hội họa dạ thú và bức tranh thứ tư là hội họa lập thể. Bây giờ chúng ta sang phần số 2 La Mã, sơ lược về một số trường phái mỹ thuật. Chúng ta sẽ tìm hiểu sự ra đời, đặc điểm của các trường phái hội họa, các họa sĩ và một số tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa ấn tượng, trường phái hội họa dạ thú và trường phái hội họa lập thể. Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu trường phái hội họa ấn tượng. Đây là một số bức tranh của trường phái hội họa ấn tượng. Các bức tranh vẽ về đề tài, khung cảnh thiên nhiên, cảnh vật và con người với màu sắc và ánh sáng phong phú. Trường phái hội họa ấn tượng ra đời từ thập niên 60 của thế kỷ 19 ở nước Pháp do một nhóm họa sĩ trẻ ở Paris khởi xướng. Các họa sĩ rất chú trọng vào ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng mặt trời chiếu vào con người và cảnh vật. Chủ đề là những sinh hoạt của con người và phong cảnh thiên nhiên với bảng màu trong sáng. Trong cuộc triển lãm năm 1874 tại Paris, Pháp có trưng bày bức tranh ấn tượng mặt trời mọc của họa sĩ Monet đã được lấy làm tên gọi cho một trường phái hội họa mới, đó là trường phái hội họa ấn tượng. Các tác phẩm tiêu biểu của trường phái: Bán khỏa thân của họa sĩ Renoir, Nhà thờ lớn ở Rouvang của họa sĩ Monet, Bữa ăn trên cỏ của họa sĩ Manet, Ngôi sao của Derrida, Quán Moulin de la Galette của họa sĩ Renoir, Chiều chủ nhật trên đảo Gargantua của họa sĩ Seurat. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu trường phái hội họa tăng ấn tượng. Đặc điểm của trường phái hội họa này là dùng hàng ngàn những chấm màu nhỏ nguyên chất để tạo nên hiệu quả mong muốn. Họa sĩ tiêu biểu Seurat Bonsignac. Tác phẩm tiêu biểu Tắm ở Arminay của họa sĩ Seurat, Vũ công của họa sĩ Seurat. Chúng ta sang trường phái hội họa hậu ấn tượng. Chiếm một vị trí quan trọng tiên phong trong cách dùng màu và kỹ thuật thể hiện, các họa sĩ hậu ấn tượng có ảnh hưởng lớn đến các thế hệ họa sĩ sau này. Những họa sĩ tiêu biểu như họa sĩ Van Gogh, họa sĩ Cézanne và họa sĩ Gauguin. Mời các em quan sát các tác phẩm Chiếc cầu bắc qua Magnu ở Reteau của họa sĩ Cézanne. Mỗi một bức tranh thể hiện một màu sắc khác nhau, diễn tả các buổi trong ngày, khá phong phú về màu sắc. Bức tranh Quán cà phê đêm của họa sĩ Van Gogh, Hoa hướng dương của họa sĩ Van Gogh. Tranh phong cảnh của họa sĩ Van Gogh.
Bức tranh Những cô gái bên bờ biển Tahiti của họa sĩ Gauguin và bức chân dung. Bức tranh Chợ, bức tranh Maria của họa sĩ Gauguin. Bức tranh Chúng ta là ai, chúng ta từ đâu tới, chúng ta làm gì, chúng ta sẽ đi về đâu của họa sĩ Gauguin. Bây giờ chúng ta sang cái trường phái hội họa thứ hai là trường phái hội họa dã thú. Ra đời năm 1905 trong một cuộc triển lãm mùa thu ở Paris. Đặc điểm: không vẽ vườn khói, sáng tối trong tranh, chủ yếu vẽ những mảng màu nguyên chất, gay gắt, những đường viền mạnh bạo, dứt khoát. Các họa sĩ tiêu biểu cho trường phái hội họa dã thú: Matisse, Verlaine, Van Dongen. Những tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa dã thú: Tĩnh vật của Matisse, Phong cảnh của Verlaine. Một số bức tranh khác của họa sĩ Matisse. Bây giờ chúng ta sang cái phần thứ ba, trường phái hội họa lập thể. Ra đời năm 1907 tại Pháp, tiếp theo trường phái hội họa dã thú. Đặc điểm của trường phái này, cách vẽ của các họa sĩ là dựa trên cơ sở của bản phác thảo hình học để diễn tả tất cả cảnh vật, dung mạo, con người và nhà cửa, vân vân. Người có công sáng lập ra trường phái này là họa sĩ Picasso và Rucker. Đây là tác phẩm Những cô gái Avignon của họa sĩ Picasso. Bức tranh Guernica của họa sĩ Picasso. Và một vài bức tranh khác của họa sĩ Picasso. Chúng ta sang phần số 3, La Mã, đặc điểm chung của các trường phái hội họa trên. Các họa sĩ trẻ luôn luôn là người tìm tòi sáng tạo ra những trào lưu nghệ thuật mới, khác với lối vẽ kinh điển của các họa sĩ trước. Các trường phái hội họa mới này đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của mỹ thuật hiện đại. Như vậy, bài học của chúng ta đến đây là hết. Về nhà các em tìm hiểu tiếp và xem lại bài học giùm thầy, chép vào bài tập học bài và chuẩn bị bài tiếp theo, bài số 22 thưởng thức mỹ thuật, một số tác giả tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa ấn tượng. Các em nhớ đọc bài trước ở nhà, sưu tầm tranh ảnh tác giả tác phẩm của trường phái hội họa ấn tượng trên sách báo, mạng internet, vân vân, và chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập dành cho tiết sau. Chúc các em ngày càng chăm ngoan học giỏi. Xin chào các em.